đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietnamNet. Sau đây là những thông tin chính. NATO bàn chuyện đặt vũ khí hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng. Trả lời phỏng vấn báo Telegraph, ông Jens Stoltenberg tiết lộ, các nước thành viên NATO đã bàn bạc trực tiếp về việc đưa tên lửa ra khỏi kho và đặt chúng ở chế độ chờ. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về số lượng đầu đạn hạt nhân sẽ được triển khai và số lượng được cất giữ, nhưng chúng tôi cần bàn bạc về những vấn đề này. Đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Người đứng đầu NATO nói thêm, sự minh bạch về hạt nhân phải là nền tảng trong chiến lược hạt nhân của NATO nhằm chuẩn bị cho liên minh đối phó với điều mà ông mô tả là một thế giới nguy hiểm hơn. Theo Telegraph, một thập niên trước, khi nhà lãnh đạo 65 tuổi này đảm nhiệm vai trò đứng đầu khối NATO, các cuộc tập trận hạt nhân được tiến hành hoàn toàn bí mật. Ông Jens Stoltenberg cho hay, sự minh bạch về vấn đề hạt nhân giúp truyền đạt thông điệp trực tiếp rằng NATO là một liên minh hạt nhân. Quan chức này nhấn mạnh, mục tiêu của NATO tất nhiên là một thế giới không có vũ khí hạt nhân, nhưng chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại, chúng ta sẽ vẫn là một liên minh hạt nhân, bởi vì một thế giới mà ở đó có Nga, Trung Quốc và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân trong khi NATO thì không, là một thế giới nguy hiểm hơn. Tổng thư ký NATO đặc biệt quan ngại về Trung Quốc khi nước này đang đầu tư mạnh vào vũ khí tiên tiến và sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên 1.000 vào năm 2030. Điều đó có nghĩa là trong một tương lai không xa, NATO có thể phải đối mặt với điều gì đó mà liên minh chưa từng đối mặt trước đây. Theo ông Stoltenberg, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân. Mỹ đang hiện đại hóa bom trọng lực cho các đầu đạn hạt nhân mà họ có ở châu Âu và các đồng minh châu Âu đang hiện đại hóa các máy bay sẽ được dành riêng cho sứ mệnh hạt nhân của NATO. Theo Washington Post và Kyiv Independent, Quốc hội Ukraine vào ngày 8 tháng 5 đã thông qua một dự luật cho phép những người bị kết án vì một số tội danh nhất định được phục vụ trong lực lượng vũ trang, mở đường cho việc huy động tù nhân tự nguyện tham gia chiến đấu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký phê chuẩn thành luật vào ngày 17 tháng 5. Chính phủ Ukraine đã đặt mục tiêu tăng cường các nỗ lực huy động quân vào năm 2024 và cam kết thay đổi cách tuyển dụng, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho những lính nghĩa vụ tiềm năng. Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Denis Malyushka nói với New York Times, tính đến ngày 25 tháng 5, cơ quan tư pháp nước này đã nhận được 4.300 đơn đăng ký và đang xem xét hầu hết trong số đó. Bất kỳ tù nhân nào đăng ký chiến đấu đều phải có đủ sức khỏe, vượt qua được bài kiểm tra tâm lý và dưới 57 tuổi. Những tù nhân từng giết nhiều người, phạm luật an ninh quốc gia hay bạo lực tình dục đều không đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Quan chức này cho biết thêm, động lực của các tù nhân mạnh mẽ hơn so với các binh sĩ thông thường. Việc được trả tự do chỉ là một phần, họ muốn bảo vệ đất nước và có một khởi đầu mới. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, những người đã bị kết án chỉ có thể phục vụ trong các đơn vị chiến đấu gồm toàn các cựu tù nhân. Theo luật mới, những tù nhân được trả tự do sẽ phục vụ trong các đơn vị riêng biệt của quân đội Ukraine. Ngoài ra họ sẽ bị các đơn vị quân đội mà họ gia nhập giám sát và không thể rời khỏi đơn vị mà không được chỉ huy cho phép. Bộ trưởng Denis Malyushka cho biết thêm, trong tương lai, Bộ Chỉ huy Ukraine có thể kết hợp các cựu tù nhân với các đơn vị quân đội khác sau khi xem xét hiệu suất của họ trên chiến trường. Hồi đầu tháng 5, ông Malyushka cho biết Ukraine có thể tuyển thêm tới 20.000 tù nhân vào quân đội. Động thái này cũng sẽ giúp giảm bớt tình trạng quá tải cho các nhà tù Ukraine. Ukraine bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Putin. Ông Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, đã bác bỏ sáng kiến hòa bình mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra, cho rằng nó không thực tế. Theo RT và Pravda, hôm 14 tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình nếu Ukraine rút hết quân khỏi những vùng mới sát nhập vào Nga và từ bỏ ý định gia nhập NATO. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, Moscow đang kêu gọi lật qua trang lịch sử bi thảm và dần khôi phục quan hệ với Ukraine và châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu Kiev và phương Tây từ chối đề xuất, họ sẽ phải chịu trách nhiệm về những đổ máu tiếp theo khi mà tình hình trên chiến trường sẽ tiếp tục thay đổi không có lợi cho chính quyền Kiev. Đáp lại đề nghị của Tổng thống Nga, ông Podolyak viết trên mạng xã hội X rằng ông Putin không đưa ra đề xuất hòa bình thực sự và thể hiện không muốn kết thúc xung đột. Trợ lý của Tổng thống Ukraine lập luận, kế hoạch của Tổng thống Nga Putin tập trung vào việc Kiev từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền và khiến nước này không được bảo vệ bằng cách không gia nhập NATO. Ông Podolyak cho rằng Nga sẽ tiếp tục cuộc xung đột theo các hình thức mới nếu Kiev chấp nhận bất kỳ điểm nào của đề xuất. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng nói rằng yêu cầu rút lực lượng Ukraine ra khỏi các vùng lãnh thổ mới sát nhập vào Nga không phải là dấu hiệu của thiện chí. Moscow đã chỉ trích mạnh mẽ việc Ukraine từ chối đề xuất của Tổng thống Putin.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng việc Kiev và NATO từ chối cho thấy họ cướp đi cơ hội hòa bình của người dân Ukraine. Động thái mới của quân đội Triều Tiên ở khu phi quân sự. Mới đây, hãng tin Yonhap dẫn lời nguồn tin quân sự cho hay, gần đây quân đội Triều Tiên đã dựng tường, đào đất và làm đường ở một số khu vực giữa đường phân giới quân sự và đường giới hạn phía Bắc ở DMZ. Nguồn tin nói thêm, không rõ các hoạt động trên là để xây dựng một bức tường dài ở phía Bắc đường phân giới quân sự hay chỉ đơn giản là thiết lập một công trình phòng thủ tại những điểm cụ thể. Trước đó ngày 11 tháng 6, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết khoảng 20 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự nằm trong DMZ vào khoảng 12:30 ngày 9 tháng 6. Phát hiện sự việc, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện phát loa và nổ súng cảnh cáo khiến các binh sĩ Triều Tiên phải quay trở lại biên giới Triều Tiên ngay lập tức. Giới quan sát quân sự nhận định, vụ việc có thể liên quan đến hoạt động xây dựng bức tường ở phía Triều Tiên. Vào thời điểm vượt qua đường phân giới quân sự, binh sĩ Triều Tiên mang theo các dụng cụ lao động như cuốc và xẻng. Sự việc xảy ra giữa lúc căng thẳng Seoul và Bình Nhưỡng đang gia tăng thời gian gần đây, sau khi Triều Tiên thả loạt bóng bay chở rác sang Hàn Quốc. Đường phân giới quân sự chia đôi DMZ theo chiều ngang, trong khi đó DMZ đóng vai trò là vùng đệm giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Tổng thống Biden và ông Trump chốt quy tắc cho màn tranh luận đầu tiên. Mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Donald Trump đã thống nhất các quy tắc cơ bản cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ diễn ra tại một trường quay không khán giả. Đài CNN ngày 15 tháng 6 tiết lộ, cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Biden và ông Trump sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 tại thành phố Atlanta, bang Georgia và đội ngũ của hai ứng viên sẽ thống nhất bộ quy tắc và hình thức tranh luận. Cụ thể, cuộc tranh luận sắp tới sẽ được điều phối bởi hai người dẫn chương trình là Jake Tapper và Dan Abbas kéo dài khoảng 90 phút tại một trường quay không khán giả. Sẽ có quãng nghỉ giữa giờ trong cuộc tranh luận và các thành viên thuộc đội ngũ tranh cử sẽ không được tiếp xúc với ứng viên của mình trong thời gian này. CNN cho biết Tổng thống Biden và ông Trump sẽ đứng lên bục phát biểu giống nhau. Vị trí đứng được quyết định bằng cách tung đồng xu. Micro được hai ứng viên sử dụng sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, trừ khi đến lượt họ phát biểu. Đơn vị tổ chức chương trình cho biết đương kim Tổng thống và ứng viên Đảng Cộng Hòa không được mang theo dụng cụ hỗ trợ hoặc giấy ghi chú lên bục tranh luận. Các ứng viên sẽ chỉ được mang một chai nước, một tập giấy trắng và bút viết. Hai người điều phối chương trình được quyền sử dụng mọi công cụ sẵn có để đảm bảo cuộc tranh luận diễn ra văn minh và đúng lịch trình. Truyền thông Mỹ cho biết việc tranh luận tại một trường quay không khán giả có thể mang lại đôi chút bất lợi cho ông Trump bởi cựu Tổng thống Mỹ thường thể hiện tốt hơn khi phát biểu trước đám đông. Sau sự kiện tại Georgia, ông Biden và ông Trump sẽ tiến hành cuộc tranh luận thứ hai vào ngày 10 tháng 9. Cuộc tranh luận này sẽ do đài ABC News tổ chức.